Trong thời gian qua, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát căng thẳng nhất, có rất nhiều bóng hồng của công an thành phố đã không quản ngại khó khăn, tạm gác lại việc riêng tư, rời xa gia đình để lên đường làm nhiệm vụ phòng chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự. Có thời điểm cả tháng trời chưa được trở về nhà. Nhớ chồng, nhớ con, nhớ gia đình, nhưng trách nhiệm trước đảng, ngành và nhân dân đã tiếp tục thôi thúc họ phải quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong những ngày Đà Nẵng thực hiện ai ở đâu thì ở đó, Đại úy Lê Thị Hải Quỳnh, Phó trưởng Công an phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, tất bật với nhiệm vụ tại đơn vị. Công việc của chị bắt đầu từ sáng sớm là thu mua nông sản để kịp thời hỗ trợ bà con nhân dân trong phường. Đêm đến, chị lại cùng đồng đội lên đường tuần tra kiểm soát, giữ vững an ninh trật tự và kiểm soát người ra vào khu vực nóng về dịch bệnh. Chúng tôi tập trung chủ yếu vào các đối tượng vi phạm. Vi phạm về các cái giấy đi đường, vi phạm về ra khỏi nhà khi không thật cần thiết. Và bên cạnh đó còn phải chú ý đến các cái đối tượng lợi dụng cái việc giãn cách xã hội, cái việc thực hiện vùng cách ly y tế để thực hiện các cái hành vi vi phạm khác, ví dụ như là trộm cắp hoặc là chuộc lợi. Ký ức dãi nắng dầm mưa trong những ngày kiểm soát người dân ra đường sẽ mãi không quên đối với Thượng úy Phạm Thị Văn Giang. Không phải điều tiết hướng dẫn giao thông đơn thuần, mà là kiểm soát từng người khi lưu thông qua chốt mỗi ngày. Chị Giang cùng đồng đội đã tiếp xúc với rất nhiều người, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh luôn hiện hữu. Tại vị trí các chốt thì mình phải sắp xếp thời gian linh hoạt, là buổi sáng thì mình phải dậy sớm hơn để chuẩn bị tất cả các đồ đạc để cho con, để rồi gửi cho ông bà, xong rồi thì mình mới có thời gian để đến đây sớm để thực hiện cái công việc tại chốt theo các ca bình thường. Với phụ nữ khối xây dựng lực lượng, từ những ngày đầu được kêu gọi tăng cường xuống địa bàn cơ sở làm nhiệm vụ, Trung tá Hà Thị Hồng Phương là người xung phong đầu tiên. Bỏ qua những lo sợ e dè vì nguy cơ dịch bệnh trong điểm nóng, với chị Phương và nhiều hội viên phụ nữ công an thành phố, lần xung pha này không chỉ là thực thi nhiệm vụ mà còn là cơ hội để được gần dân, sát cơ sở, từ đó làm tốt công tác chuyên môn. Thời gian tới thì cái mong muốn lớn nhất của chị em hội viên phụ nữ chúng tôi đó là toàn thể người dân hãy nghiêm chỉnh chấp hành tốt cái chủ trương chính sách mà đảng và chính quyền của thành phố đang phát động để cái công tác phòng chống dịch của chúng ta nhanh chóng được hoàn thành. Nén lại tình cảm riêng vì nhiệm vụ chung, những bông hồng thép của Công an thành phố Đà Nẵng luôn sẵn sàng trên tuyến đầu, kể cả trong phòng chống dịch và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Dù ở cương vị nào, vai trò gì, họ cũng cố gắng, nỗ lực hết mình vì sự bình yên của mỗi gia đình.